cho cu năm. Được, cứ phải máu thế. Úi giời ơi. Có lẽ thời tiết không ủng hộ. Ăn điểm liên tiếp rồi. Do một cơn 10-14 bay qua cho nên chỉ số 83 của khu thứ 8 đã đánh bóng ra ngoài sân. Lại không qua lưới, mất điểm liên tiếp rồi. Điểm số cho khu 5 11-14 rồi, khu 5 cố lên. Chúng tôi cũng rất mong rằng với trình độ chuyên môn của khu 5 hiện nay thì máu lên thả hồn vào sẽ mang lại những điểm số quý giá và mang tính chất quyết định. Lại mất điểm nữa rồi. 12-14 cố lên, sắp đều rồi. Của khu 5 là nó rất quý giá. Nó quý như vàng luôn. Hòa và đội khu 5 có thể lật ngược lại tình thế. Bắt bình tĩnh, bình tĩnh. Ui giời ơi. Bình tĩnh quá. Cho nên đã đỡ một quả bóng hỏng, ghi lại một điểm rất quý cho khu 8. Nào, khu 8 có chịu đập. Tiếp tục là một quả đập bóng với uy lực mang đẳng cấp của châu Âu khi đã thả vào trong 16-12 rồi, lại cách nhau 4 điểm rồi. Cho khu chế đá. Bước 1 của khu 5 đã thành công. Nào, quyết định được không? Tiếp tục là một pha du kích. Vẫn còn nguyên. Ôi giời ơi. Ngoài. 13-16. 13-16.